Dạ em chào anh chị Minh Yêu, cô chú Minh Hương của em. Dạ hôm nay là chiều thứ ba ở dự án Five Eco City, thành phố sinh thái 5 sao. Dạ bữa nay này xe đạp của em rửa anh chị không có ở đây nên em cũng đi bộ tàn tàn thôi. Tả cảnh cho anh chị với cô chú mình coi cái không gian buổi chiều ở ngoài bờ hồ Cánh Sen đi. Sẵn tiện em đi một vòng em hít thở không khí trong lành luôn anh chị. Em quay cái cây búm hồng cho bà chị mến yêu của em coi. Rất là đẹp. Bạch Trinh. Em đi từ từ ra hồ cho nha anh chị với cô chú. Buổi chiều ở đây yên tĩnh lắm anh chị. Giờ này chắc cũng gần 5 giờ chiều rồi. Em đang đi qua ngoài ngã tư của đường Mỹ Tân với đường Đại lộ Nam Phương. Bên kia cũng có cái bụi bấm hồng nữa nè anh chị. Bụi bên kia rất là bự. Rồi trên trục đường Mỹ Tân thì ở đây em thấy cảnh ông với cháu đang tập chạy xe đó. Từ từ thôi con, rất là ấm cúng. Đi thẳng vô đường B5 luôn. Rồi còn trên chụp đường này em thấy bà chị đang chạy tan làm. Rồi em đi vô đường Đại lộ năm, đi vô đường Hồ Cánh Sen. Đây mình cũng có bố trí thêm cái thùng rác nè anh chị, vô bỏ rác. Bà con mình đi tập thể dục đồ, có ăn uống gì đó. Cảnh ngoài hồ sen rất là yên tĩnh và hơn mộng. Đường này cũng sắp làm đá rồi, cũng đang chuẩn bị triển khai lót đá. Ở đây mình cũng có cây sò đỏ cam nè anh chị, cây sò đỏ cam mà cây này không có bông, nó bông ra màu cam cam đồ, đẹp lắm, chơi lâu lắm anh chị. Ở đây thì mình có thêm một cái cây càng hồng nữa nè anh chị. Cây càng hồng này đang khô, chắc là cây này hết cú rồi. Cây này chắc phải chở vô trong giai đoạn 2. Rất là bình yên. Chiều thứ ba ở Phai Ta. Đằng kia thì em thấy mấy con gà tre với con gà mái dầu đang đi ăn thóc. Quá đã luôn. Đây mình có thêm cây phượng nữa. Và bên đây là ông mặt trời ông lặn. Ông mặt trời lặn.
hồ sen thì ở đây mới bắn lại anh chị, bắn tim tường lại anh chị. Mới bắn lại chuẩn bị làm đường luôn. Ngoài hồ cánh sen. Mấy ghim cây gì làm gì, ghim cây để chuẩn bị làm con đường cho bà con mình đi tập thể dục. Bên đây thì có vàng trăm cổ thụ, đây có vàng cây trăm cổ thụ. Rất là nhiều. Ồ, có bầy chim bay trên trời nữa. Lạ quá anh chị. Ở đây có chiếc xe Cuba nhỏ nhỏ thôi, đang cào đất. Này chắc chuẩn bị làm đường nữa anh chị. Làm đường rồi trồng bông, trồng hoa để chơi Noel với đóng Tết. Còn ở đây là mình có cây phượng đang hai lá. Hai cây phượng, hai điểm nhấn ở bên cây cầu tình yêu. Của hồ cánh sen. Em lấy góc này, góc này mình nhìn qua bên hai con lượn biển bên trên. Ôi, ông mặt trời đang cái màu rất là ấm. Mình chỉnh lại từ từ. Trong buổi chiều ra đây thì đi vòng mình ở đây thoải mái lắm anh chị. Chim giờ này nó hết kêu rồi. Rất là mát. Anh chị với cô chú mà về đây chiều chiều đi tập thể dục ở đây đã lắm. Năm mốt mình cũng có bố trí ghế nè, cũng máy tập thể dục rồi, khu tập thể dục tập trung cho anh chị giúp cô chú mình tập ngoài này luôn. Cây trầm, cây hai la đã hai lá. Một trời đang rộ như hồ đẹp lắm chị. Đó, cái này là cái sò đỏ cam nè anh chị. Quá độc. Bông mà lâu tàn ghê luôn á anh chị. Hôm nay chắc cũng được mấy tháng nữa. Chuẩn bị ra nữa, ra cái này đó, ra cái kia. Lúc trước thì trồng cây sò đỗ cam bự lắm. Nguyên hàng cây sò đỗ cam cổ thụ xung quanh bờ hồ cánh sen. Chưa kịp ngắm lá nữa. Em chưa được kịp ngắm bông lắm. Chở đi vô giai đoạn 2 hết luôn rồi anh chị. Đây là cây sò cổ thụ bự lắm anh chị. Hai cây bên kia cũng có nữa.
mặt trời đang lặn từ từ. Nó chim kêu lại rồi anh chị. Ở dưới đây thì mình có bùi dao nhút nè anh chị. Có rau nhút, dao này mình xé phai với gà đồ này nọ ăn ngon lắm rồi. Dao nhút. Ở dưới thì rất là nhiều cá. Cá nuôi không à. Em đã đi được một vòng rồi anh chị. Ra ngoài tới hai chú lợn biển. Hai chú lợn biển, cái view này là ngắm hoàng hôn. Sắp tới chắc cũng được trang trí đèn để chơi Noel với chơi Tết. Cũng phải tỉa lại cái bộ lông thôi, chuẩn bị đi xe ba nữa rồi anh chị. Trời lặng đẹp quá anh chị ơi. Chú ba về sớm rồi chú ba, vui quá ta. Bên đây cũng có một chú lợn biển đó anh chị. Điểm nhấn tuyệt đẹp bên bờ hồ Cánh Sen, cũng là nơi hè non hẹn biển của đôi tình nhân trẻ ở bên bờ cầu bên kia. Và bữa nay em không thấy đôi tình nhân nào vô đây ngắm hoàng hôn hết. Rồi, giờ thôi em cũng đi một vòng rồi anh chị với cô chú. Hôm nay em hưởng thụ không khí buổi chiều ở dự án Phai Ta. Dạ thôi em chào anh chị mến yêu cô chú mến hương của em. Để coi mai em có cái gì mới đúng không, em dắt xe đạp em chạy vòng vòng quay cho anh chị với cô chú mình coi. Coi cái cảnh quan ở dự án. Dạ, vậy thôi nha anh chị.